Câu chuyện thứ ba, sống tại chùa Paco Tay Tay, tại sao không, được trích đọc trong cuốn sách Hạnh phúc thật giản đơn của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Là người đã từng sống trong chùa nhiều lần, có những đợt 10 ngày nên tôi hiểu giá trị tuyệt vời của những ngày cư trú nơi đây. Nhân mùa an cư kết hạ đã đến, tôi nảy ra ý tưởng lập ra các chương trình sống và trải nghiệm trong chùa, tiếng Anh có thể gọi là Pagoda Stay, suy từ chữ homestay vẫn hay được dùng, còn tiếng Việt tên chương trình có thể gọi đơn giản theo đúng nghĩa sống tại chùa. Khi sống tại chùa Pagoda Stay, chúng ta có cơ hội trải nghiệm rất thú vị và khó quên. Chùa là nơi linh thiêng và bất cứ ai sống trong đó luôn có tâm niệm, có những hành động và lời nói được kiểm soát. Thời gian sống trong chùa luôn thanh tịnh cho thân và tâm của mỗi chúng ta. Khi sống tại chùa Pagoda Stay, bạn sẽ có được ăn chay, được dậy sớm, được sinh hoạt như quy định của nhà chùa. Bạn sẽ được lao động và làm phận sự, được vãn cảnh chùa và tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa của ngôi chùa. Quan trọng nhất là có quãng thời gian để thanh lọc thân tâm, dù là rất ngắn. Trong các chương trình sống tại chùa Pagoda Stay, chúng ta có thể tổ chức những buổi chia sẻ về hạnh phúc, về khó khăn, về tình yêu, về lý tưởng, về ăn chay và cai nghiện, internet, thuốc lá, cam, về việc làm, về định hướng cuộc đời, về hôn nhân, về gia đình, về văn hóa và truyền thống, về tổ chức trà đàm hay văn hóa uống trà, có lẽ cũng rất thú vị. Một giá trị nữa của chương trình là sống tại chùa Pagoda Stay là việc chữa bệnh tinh thần. Những em bé bị căng thẳng, bị căn bệnh sợ hãi hay các chứng bệnh tâm lý chắc chắn sẽ rất tốt sau những ngày sống tại đây. Còn với những em hoàn toàn khỏe mạnh, đây là cơ hội ngàn vàng để khám phá bản thân mình. Tôi thiết nghĩ mỗi chương trình sống tại chùa Pagoda Stay như vậy có thể kéo dài đến 2-3 ngày. Ví dụ có thể vào chùa tối thứ 6, rời chùa chiều chủ nhật, ngắn nhất là vào chùa chiều thứ 7, trở về nhà tối chủ nhật. Thời gian dài hơn các chương trình bắt quán chay mà các đạo tràng vẫn đang tổ chức, bởi vì ít nhất có 1-2 đêm được ngủ trong chùa. Đối tượng tham gia chương trình sống tại chùa mà tôi muốn nhắm đến là các bạn học sinh, sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi luôn tin tưởng rằng chỉ với quãng thời gian ngắn vậy thôi, các em sẽ có sự thay đổi đáng kể. Những người đi trước như chúng ta làm nhiệm vụ gieo duyên cho các em, tạo điều kiện cho các em có cơ may tiếp xúc với Phật Pháp, cho các em bước đến cửa Phật, và sau đó em nào đủ duyên sẽ tự tìm hiểu và tự phát triển đời sống tâm linh của mình. Tôi cũng tin rằng các em sẽ là những hạt giống đầu tiên, những mầm cây khởi nguồn để tạo ra rừng cây công đức. Việt Nam ta có đến 15.000 ngôi chùa, chiếm hơn 1/3 tổng số các di tích của đất nước. Nếu chúng ta chỉ cần tìm ra một số ngôi chùa phù hợp nhất để triển khai thử nghiệm bước đầu thì có thể nhân rộng ra khắp cả nước, và như vậy số người tham gia chương trình cũng sẽ tăng lên nhanh chóng hàng năm. Tinh thần của đạo Phật là từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn, giúp chúng sinh có giới định tuệ và đi đến giải thoát. Trong cuộc sống bộn bề này, việc tạo ra bình an cho mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, thật sự quan trọng. Các chương trình sống tại chùa Pagoda Stay mà tôi muốn nêu ra ở đây chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho mỗi gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức thành công không hề dễ và đòi hỏi khá nhiều thứ. Thứ nhất là sự hy sinh của những vị Bồ Tát thực thụ, hết mình cống hiến cho Phật Pháp và cho sự tiến bộ của đất nước và nhân loại. Rất mong ý tưởng này của tôi được các Phật tử, các nhà chùa ủng hộ để chương trình sống tại chùa Pagoda Stay được đầu tiên được chính thức ra mắt.